Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục đưa ra cảnh báo người dân về nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến dịp cận Tết. Các hình thức lừa đảo phổ biến nhất trong tuần qua là tội phạm tín dụng đen qua app điện thoại, lừa đảo quét camera, nhận diện khuôn mặt trên phần mềm dịch vụ công giả, giả mạo tài khoản Facebook của học viên cảnh sát nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo, lừa đảo đổi tiền ngoại tệ người dân nên cảnh giác và nên tới các cơ sở uy tín như ngân hàng công ty tài chính để thực hiện giao dịch tránh bị lừa